Chào các bạn, tôi là Khoa Vũ. Và ngày hôm nay cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chính là nói về quy hoạch Phú Quốc 2040. Cách đây không lâu thì tôi có nói chuyện với một vài khách hàng. Thì một số khách hàng thì họ nói rằng là gì ạ? Quy hoạch Phú Quốc thì không rõ ràng, thường xuyên thay đổi, thường xuyên điều chỉnh, đúng không ạ? Có một số người thì nói rằng là quy hoạch Phú Quốc thì rất khó có thể thực hiện theo, và một số người khác thì lại nói rằng là quy hoạch Phú Quốc thì tôi có thể điều chỉnh được, nên họ không quan tâm là hiện tại quy hoạch Phú Quốc là cái gì. Thực ra là gì, là khi quá trình chúng tôi bán đất ở Phú Quốc thì chúng ta biết rằng là địa đất Phú Quốc đại đa số là đất trồng cây lâu năm. Đúng không? Ở trên đảo này thì cái diện tích mà dành cho đất ở thì rất khiêm tốn, nên đại đa số thì là đất trồng cây lâu năm. Nên cái việc mà kiểm tra quy hoạch đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là mua bán và đầu tư các bất động sản tại Phú Quốc. Vì nếu như quy hoạch đất ở thì chúng ta có thể chuyển đổi lên đất ở. Nếu như quy hoạch đất thương mại thì chúng ta có thể chuyển đổi lên đất thương mại, đúng không ạ? Nôm na là chúng ta hiểu là như thế. Thế tại sao ngày hôm nay thì cái chủ đề mà tôi muốn nói đến các bạn đó chính là quy hoạch Phú Quốc 2040, nó có tác động như thế nào? Thật ra các bạn hãy thử nhìn nhận lại cái quá trình lịch sử của Phú Quốc, đúng không ạ? Là trước năm 2010, Phú Quốc chỉ có lác đác vài cái quy hoạch, một cái vài cái định hướng, đúng không ạ? Thế nhưng kể từ sau khi cái bản quy hoạch 633, đúng không ạ? Cái bản quy hoạch 633 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt vào ngày bao nhiêu ạ? Chúng ta không nhớ không nhầm thì là nó vào ngày là gì ạ? Là 11 tháng 5 năm 2010 là Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, đúng không ạ? Và tại cái bản quy hoạch 633 này thì chúng ta đã nhìn nhận thấy là gì ạ? Là Phú Quốc đã có rất nhiều những cái thay đổi. Đáng kể trong số đó thì chúng ta đã thấy được là gì ạ? Là 2012 chúng ta có sân bay quốc tế ở xã Dương Tơ, thay thế cho sân bay hiện tại lúc thời điểm đó là ở Dương Đông, đúng không ạ? Chúng ta chuyển từ sân bay nội địa trở thành sân bay quốc tế, đến là một cái cú rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Và sau khi có cái quy hoạch chung thì bắt đầu từ thời điểm đó thì một loạt các quy hoạch 1/2000 là quy hoạch gọi là xây dựng, phân khu xây dựng được gọi là phổ biến hơn, có nhiều hơn, đúng không ạ? Đơn giản là chúng ta có khoảng tầm giai đoạn là 2011-12 là bãi trường, đúng không ạ? 1/2000 bãi trường và một vài khu vực khác nữa. Đó. Tiếp theo đó nữa là gì ạ? Chúng ta có đến là 2014 thì chúng ta có mạng lưới điện từ bên Hà Tiên kéo sang Phú Quốc và được khánh thành vào là dịp Tết Nguyên đán năm đó, tháng 2, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì ạ? Là từ khi mà các bản quy hoạch 633 ra đời, nó đã thay đổi cái bộ mặt của Phú Quốc đi rất nhiều. Và sau 2014, từ khi có điện thì bắt đầu là hàng loạt các cái dự án ở khu vực Bắc đảo, chúng ta có Vinpearl, mở bán Vinpearl. Nếu như ngày đó các bạn có thể nhớ lại là gì ạ? Là rất nhiều các cái sale có thể gọi cho những cái cách các bạn đang xem video này là gì ạ? Là tư vấn về biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl 20, 30, 40 tỷ một căn biệt thự, đúng không ạ? Và cam kết lợi nhuận là 10% một năm. Đó. Sau đó chúng ta có các dự án ở khu bãi trường cũng đồng loạt triển khai, và các dự án ở khu vực là khu vực ở Nam đảo chúng ta có JW Marriott xây dựng nữa, đúng không ạ? Thời điểm là 2010 từ đến 2014 thì có điện, từ 15 16 bắt đầu lên công xây dựng. Rồi đến thời điểm tiếp theo là gì ạ? Đến năm năm 2015 thì chúng ta có bản quy hoạch là 868. Và tại cái bản quy hoạch là 868 này là gì ạ? Đây các bạn xem này. Là ngày 17 tháng 6 năm 2015 thì chúng ta có quy hoạch là 868, cũng được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt thời điểm đó, và nó điều chỉnh một vài cái phần ở cái bản quy hoạch năm 2010. Khi đấy chúng ta có là gì ạ? Chúng ta có casino, chúng ta có cáp treo, đúng không ạ? Cáp treo lúc đấy trước đó là chưa có ở quy hoạch đâu, từ 2015 là bắt đầu mới có.
Đó. Sau đó là chúng ta có tiếp là cái gì ạ? Cái đặc biệt nhất đó là cái này mà tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là cái này. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật đặc khu kinh tế tại Phú Quốc báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Và kể từ khi mà 2015 chúng ta có được cái dự thảo luật đặc khu kinh tế được đưa ra vào thời điểm đó, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là 2016-17 rất nhiều người đi gom đất Phú Quốc. Và 2017 thì chúng ta thấy là gì ạ? Là rầm rộ thông tin đặc khu, đúng không ạ? Rầm rộ thông tin đặc khu. Và 2017-18 thì là đợt sốt khủng khiếp của Phú Quốc, đúng không ạ? Cơn sốt đặc khu kinh tế. Đấy. Từ sau nghĩa là mỗi một cái văn bản về quy hoạch của Phú Quốc thì đằng sau đó nó đều có những cái biến động nhất định, đúng không ạ? Thì rất nhanh sau đó, đúng không ạ? Rất nhanh sau đó thì đến thời điểm là gì ạ? Là đến chúng ta đến là gì ạ? Là năm 2021. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, Phú Quốc chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Đúng không ạ? Thành phố biển đảo đầu tiên. Thành phố biển đảo đầu tiên thì cũng phải có một cái quy hoạch xứng đáng với nó, đúng không ạ? Thì thời điểm đấy thì là gì ạ? Là chúng ta có quy hoạch là gì? Là 456, ký vào ngày 30 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên lúc mà chúng tôi mở cái bản quy hoạch này lên thì chúng tôi thấy rằng là gì, nó không có thay đổi hay là không có một cái tác động gì có về mặt tích cực đến tình hình bất động sản chung. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi đi Phú Quốc thành phố thì nó cũng đều có những cái sóng cục bộ rất là nhẹ. Thời điểm đấy chúng tôi nhớ là gì, đầu tiên bắt đầu từ những lô đất nền mua bắt đầu là sang tay thì từ cái giá có 700-800 thì lên được tầm khoảng nào tỷ mấy, thì tuy nhiên giá nó tăng lên cũng không chưa thể bằng được cái giá thời điểm năm 2018, đúng không ạ? Chính vì thế nên là gì, là nó có tăng thì là lẻ tẻ, không phải là rõ ràng. Một vài khu vực khác thì cũng có được những cái điều chỉnh và cũng có những tăng giá. Ví dụ đợt tới chúng tôi nhớ là gì, là khu cây sao thì chúng tôi có làm cây sao, là chúng tôi có làm về một vài mảnh đất, thì lúc đầu tiên cây sao chúng tôi làm thì giá nó chỉ tầm khoảng là 4-5 tỷ một công thôi. Nhưng sau đó thì là không hiểu sao một lý do gì đó mà cây sao sốt tăm mầm và giá lên đến 10 mấy tỷ một công. Thực ra chúng tôi thấy đây đấy là một cái giá rất là cao ở cây sao, thì khu vực này vẫn là quê đất nông nghiệp, đúng không ạ? Mà chúng ta biết rằng là nông nghiệp thì vấn đề xây dựng thì rất là tế nhị rồi, thì tôi không muốn nói nhiều đến vấn đề đó, đúng không ạ? Mà và vài khu vực khác nữa thì đại đa số những khu điều chỉnh đấy thì rất có lợi cho các dự án của Sun ở Nam Đảo nhé. Thì các bạn có thể là tôi có cũng rất nhiều bài viết nói về cái điều chỉnh của 486 rồi, thì các bạn có thể truy cập website là phucoc0.vn để mà tìm hiểu thêm. Sau đó nó là gì ạ? Cái quy hoạch là 456 nó không thể nào mà giúp cho cái bộ mặt Phú Quốc thay đổi được. Thì rất nhanh khi đó là chúng ta có cái quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2040. Cái bản này thì chưa được công bố, đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng tôi đã có cái gì? Ở đây ví dụ đây chúng ta có một cái tờ trình từ ngày 17 tháng 5 năm 2023, đúng không ạ? Tờ trình của Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về cái quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2040. Thì rất nhanh sau đó thì cái tờ trình này thì chúng ta có được là cái công văn của Bộ Xây dựng vào ngày là 30 tháng 5 năm 2023, tức là cách thời điểm tôi làm video này khoảng tầm là gần 2 tháng, đúng không ạ? Thì có gửi cho rất nhiều các cơ quan ban ngành, các bộ ngành, và trong đó là có lấy ý kiến trước ngày 10 tháng 6 năm 2023. Và sau đó thì chúng ta thấy rằng là gì, là thời điểm này thì gần như chưa thấy các văn bản nào mới hơn cả, đúng không ạ? Thì bây giờ hiện tại ở lúc mà tôi làm video này thì đang là ngày 23 tháng 7 rồi. Chúng tôi cũng đang rất là kỳ vọng rằng là cái 2040 sẽ được thông qua ở thời điểm là quý 3 và muộn nhất là quý 4 của năm nay, để chúng ta vẫn đang phải chờ đợi. Thì ở trong quy hoạch 2040 ấy, thì có một cái phần này mà tôi muốn chia sẻ chi tiết hơn đến với các bạn, đúng không ạ? Thì đây là cái file này, là cái file về thuyết minh về quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040. Thì ở đây thì tôi có nói đến cái vấn đề này, tôi có nói về cái vấn đề này. Thì đây như các bạn có thể thấy, đúng không ạ, là đánh giá tổng hợp hiện trạng và tiềm năng phát triển. Thì ở đây có nói rất là rõ như thế này: được định hướng trở thành một trong các đặc khu kinh tế quan trọng của cả nước, đúng không ạ? Đây là cái thứ nhất nhé. Cái tiếp theo nữa là trang 110 có nói đến là gì ạ? Là thành phố Phú Quốc đồng thời đảm bảo có thể đáp ứng mục tiêu trở thành một dạng đặc khu kinh tế hành chính khi có yêu cầu. Đã. Tiếp theo nữa chúng ta có cái gì ạ? Là gì?
là đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 đã nghiên cứu phân tích các yếu tố vị trí địa lý và hiện trạng cũng như bối cảnh phát triển nhằm đưa ra giải pháp quy hoạch phù hợp để tạo cơ sở pháp lý khai thác phát triển thành phố một cách bền vững, hiệu quả, trở thành một trung tâm du lịch hấp dẫn và giàu bản sắc, có sức hút thu hút du khách trong và ngoài nước và tương lai sẽ trở thành một đặc khu kinh tế của cả nước. Đúng không ạ? Tức là trong cái file thuyết minh này thì cũng có nói rất là cụ thể về việc là Phú Quốc là đặc khu kinh tế. Đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng tôi thật sự là gì cũng đang có những cái kỳ vọng. Bởi vì nếu như không phải là đặc khu kinh tế thì thực sự là để việc Phú Quốc phát triển thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng có một cái gì đó nó rất là khó. Đúng không ạ? Tôi nhớ rằng là gì là tôi không nhớ không nhầm thì tôi cũng có một cái bài bài viết thì tôi có nói về cái vấn đề này. Đây tôi có thể cho các bạn xem thì ở trên Facebook của tôi thì tôi có đăng tải cái nội dung đó đúng không ạ? Để các bạn, một chút các bạn chờ một xíu tôi sẽ đọc lại đây. Ví dụ như vừa rồi chúng ta nhớ là gì ạ? Là cách đây có mấy hôm trước đúng không ạ? Khoảng ngày 20 đi 20 tháng 7 thì Hàn Quốc lập 7 đặc khu kinh tế mới. Đấy, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là gì? Đây là cái cảnh ngày xưa của chúng ta đúng không ạ? Một số cái đặc khu kinh tế và một số mô hình thành công trên thế giới đây, đúng không ạ? Rất nhiều đặc khu kinh tế rồi. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy là gì ạ? Đây là gì ạ? Là chúng ta nhớ đây là ba đặc khu kinh tế tương lai ngày xưa, đây là ảnh ngày xưa đúng không ạ? Thì vốn đầu tư lên đến con số là 9.000 tỷ đồng đầu tư cho Phú Quốc đúng không ạ? Tập trung vào du lịch, khách sạn, ngành nghề kinh doanh đúng không ạ? Thương mại, quản lý tài sản, hội nghị triển lãm, y tế, giáo dục nghiên cứu. Nếu như thực sự Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế thì mới đủ để năng lực để mà phát triển cho cả cái thành phố biển này đúng không ạ? Và thực sự cái nội dung về cái bài viết này nó có rất nhiều đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để chia sẻ đến với các bạn. Nếu như các bạn có ở Phú Quốc hoặc là các bạn có đang muốn quan tâm đầu tư đến Phú Quốc thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi thường thường xuyên tổ chức các buổi mini forum và nói đến các cái điều chỉnh cũng như là các cái liên quan đến bất động sản Phú Quốc. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể là gia nhập đúng không ạ? Tham gia và tất cả các chương trình của chúng tôi tổ chức thì đều là miễn phí và không có mang tính chất là thu phí. Các bạn có thể xem đây, đây một phần đang đây hình như đây là cái poster rồi, đang in rồi. Đó, cơ bản là thế nhé các bạn ơi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.